Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món tai heo khìa nước dừa. Đây là món ăn vô cùng hấp dẫn bởi sự kết hợp vị ngọt thơm của nước dừa cùng tai heo giòn sần sật, thấm vị đậm đà. Mình có thể ăn với cơm hay bánh mì hoặc là mồi nhắm cũng rất là ngon, mà cách làm vô cùng đơn giản tại nhà. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Đây là những nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau. Tai heo mình có chuẩn bị trước 2 cái, cần khoảng chừng 1 kg. Có 2 cái dừa tươi, mình chọn mua cái dừa hơi già một chút xíu để khi mình nấu nước nó được ngon hơn, còn nếu non quá thì nó sẽ dễ bị chua. Có vài gốc hành lá khoảng 25g, thêm ít gốc ngò khoảng 15g, một cái ớt sừng ngọt không cay, vài tép tỏi, ít củ hành tím. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong, bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Đầu tiên mình rửa tai heo, một muỗng canh muối. Cắt một cái chanh, vắt hết nước cho vô. Dùng chanh chà đều xung quanh cái tai heo. Ở cái tai heo thì mình nên chà chanh muối như vậy cho sạch nha các bạn. Đặc biệt là phía bên trong như vậy, chà thật kỹ. Rồi dùng dao cạo đều xung quanh cái tai luôn. Ở cả phía bên trong kẽ nữa nha các bạn. Xả một nước. Tiếp tục xoa, rửa cho nó sạch nhớt. Đó, mà cứ thêm một nước hai nước mình rửa cho trong nước là được nha các bạn. Rửa xong mà lấy tay heo đem đi cắt. Đó, mình cắt cái đoạn sau để riêng. Còn cái tay mình đem chẻ đôi như vậy nè. Cắt dài khoảng chừng 0,5cm nha các bạn. Thì mình nên cắt trước như vậy để khi mình ướp cho nó được thấm đậm đà hơn. Và sau khi nữa mình nấu xong rồi, dọn ra ăn cho tiện. Đó, các bạn có thể cắt theo ý của mình sao cũng được luôn nha. Cái đoạn sau của cái tai heo như vậy, mình cũng đem đi cắt lát mỏng luôn cho dễ ăn. Cắt xong mà lấy gốc ngò cho qua cối 15g. Thêm ớt sừng ngọt không cay cũng cắt nhỏ cho vô luôn một cái. Hành tím khoảng 25g cắt nhỏ cho vô luôn. Tỏi khoảng 20g cho hết. Rồi mình sẽ giã nhuyễn nha các bạn. Đó, mình có thể xay nhỏ cũng được, nếu như mà mình có máy xay. Như vậy là được rồi. Cho hết qua trong cái thau để mình ướp cái tai heo. Sau đó nêm vô muối nửa muỗng cà phê, hạt nêm một muỗng canh, đường một muỗng cà phê đầy. Nước mắm mình cho là 3 muỗng canh cho đậm đà nha các bạn. 3 muỗng. Bột ngọt nửa muỗng cà phê. Rồi mình sẽ trộn đều để cho các cái gia vị tan thấm đều lên ký tay heo. Đó, mình xoa bóp đều tay liên tục luôn nha các bạn. Xoa như vậy khoảng chừng 2 phút. Được rồi, để đây. Mình ướp 30 phút sau rồi đem đi nấu nha. Bây giờ bát chảo lên, cho vô đây 2 muỗng canh dầu ăn. Đập dập vài gốc hành cho vô. Mình canh lửa vừa, phi thơm lên. Rồi, hành đã vàng, lên cái hương thơm rất là hấp dẫn rồi. Mình đã sẽ cho tai heo vô xào. Nó tai heo này thì mình đã ướp được khoảng 30 phút rồi đó các bạn, thấm rồi. Cho vô sóc chanh liên tục trên lửa lớn nha. Nãy mình cứ canh lửa lớn, sóc đầu tay liên tục như vậy. Để tai heo săn lại nha các bạn. Sau thời gian mình đã xào đều tay liên tục như vậy trên lửa lớn khoảng 3 phút, tai heo bắt đầu là có cái độ săn nhẹ. Như vậy là được rồi. Mình sẽ tắt bếp rồi cho qua cái nồi để mình khìa nha. Đó, thì các bạn có thể để trong chảo rồi mình khìa nước dừa cũng được. Nhưng mình thích bằng cái nồi đất như vậy, nó giữ nhiệt tốt và nó cho cái món ăn của mình thêm được hấp dẫn hơn. Cho hết qua luôn. Rồi, cho lên xong bắt cái chảo khác lên. Cho vô một muỗng canh đường trắng. Khuấy đều tay liên tục trên lửa lớn để mình làm cái nước màu nha các bạn. Đó, bây giờ đã lên bong bóng, có cái màu nâu cánh gián như vậy là được rồi, tắt bếp liền luôn. Sau đó rồi mình đập cái dừa lấy nước cho vô hết luôn. Nó thì mình chuẩn bị trước 2 cái, có thể là mình cho hơn 1,5 cái hoặc là hết 2 cái cũng được luôn các bạn. Miễn sao đã ngập cái tai heo là được. Mình chừa lại ít tráng vô trong cái thau ướp tai heo cho hết vô luôn. Rồi sau đó nêm vô hạt nêm một muỗng canh lưng, muối một muỗng cà phê, bột ngọt nửa muỗng cà phê nữa, tương ớt thêm một muỗng canh đầy để tạo cái màu sắc đẹp và hấp dẫn hơn.
Hả, cái nồi nước dừa, gia vị mình đã nêm nếm cũng đã sôi rồi. Được rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ tắt bếp rồi cho vô trong cái nồi đất để mình khìa nha. Cho hết nước vô luôn. Để mình thêm cái gốc hành cho vô chung cho thơm. Đã, cái nồi tay heo đã sôi mạnh rồi, có bọt rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ vớt sạch bớt cái bọt ra nha các bạn. Vớt bọt xong, mình sẽ giảm lửa xuống riu riu, nhỏ lửa để như vậy không cần đậy nắp. Mình khìa cho cạn nước xuống nha các bạn. Sau thời gian khoảng chừng 25 phút mình đã nấu cạn nước xuống rồi đó. Rồi bây giờ trong cái nồi nó còn hơi ít xíu nước, có cái độ sệt sệt dẻo như vậy. Bây giờ mình sẽ nếm lại thử vừa chua nha. Đó, mình nếm xong thấy trong này nước rất là vừa ăn, mặn ngọt, rất là hợp lý. Tay heo thì bây giờ mình thấy nó cũng đã có cái độ mềm được rồi. Để bây giờ mình cho thêm chút xíu ớt vô nữa. Nếu như chưa vừa thì mình có thể nêm thêm xíu nước mắm để mình thêm ớt vô, có cái độ cay ngon. Nếu mà đang không được thì có thể không cho ớt cũng được. Mình sẽ để lửa đảo sơ như vậy để cho cái nước sốt đó áo đều trên cái tay heo, tạo cái độ sánh dẻo cho nó được hấp dẫn. Đó, như vậy được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dọn ra nha. Khi mình múc ra, cái mùi nước dừa gia vị bên trong tỏa ra thơm lắm luôn các bạn. Như vậy là món tay heo khìa nước dừa của mình đã xong. Bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Để mình ăn thử coi sao nè. Cái nước dừa có cái độ sánh dẻo, trông rất là hấp dẫn. Rồi xin mời các bạn nha. Nãy mình ăn có cái độ ngọt ngọt, mặn đậm vị, dai dai giòn sừng sực. Ngon lắm luôn các bạn. Để mình múc lên rồi ăn với cơm thử coi sao. Chan thêm chút xíu nước sốt nữa cho đậm đà. Rồi xin mời các bạn nữa nha. Mình ăn với cơm ngon lắm các bạn. Ăn rất là đậm đà, thơm cái mùi nước dừa, tai heo, dẻo, ăn sần sật, có độ béo nhẹ. Ăn nóng nóng nữa ngon lắm luôn. Mình có thể ăn với bánh mì hoặc là mời nhắm cũng rất là hấp dẫn luôn. Đó, để ngon hơn thì mình có thể thêm một cái dĩa rau luộc nào cũng được, ăn kèm rất là hấp dẫn. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Bây giờ hãy xin chào tạm biệt các bạn nha.